tôi là Thu Trang. Trẻ em có rất nhiều năng lượng để học hỏi và khám phá nên thường rất hiếu động và luôn tò mò về cuộc sống xung quanh. Nếu nguồn năng lượng đó được phát huy đúng chỗ thì việc cho trẻ học các môn thể thao như đạp xe là một sự lựa chọn đúng đắn. Và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một dòng xe đang rất được ưa chuộng tại các thị trường trên thế giới, đó là xe đạp Totem 912. Totem Transformer 912 bởi vì đây là một sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu, đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, trong đó các thị trường chính là châu Âu, châu Úc, Canada và một số quốc gia Nam Á. Như các bạn đã biết, vận động giúp con có thể lực khỏe mạnh. Tôi khuyến khích con đạp xe đạp vì đạp xe đạp là một cách tuyệt vời, chi phí lại rất rẻ và rất gần gũi với thiên nhiên. Khi chọn xe đạp Totem 912, tôi đặc biệt quan tâm tới kiểu dáng của xe, bởi vì kiểu dáng của xe được thiết kế đúng tiêu chuẩn, đảm bảo được sự an toàn và đặc biệt giúp bé cảm thấy thoải mái khi sử dụng. Khung xe Totem 912 được làm từ thép Heaton Steel, đạt tiêu chuẩn cao về độ tinh khiết. Hệ thống ốc, ổ trục của xe là loại khung gỉ giúp xe vận hành một cách êm ái. Xăm lốp của xe Totem là loại lốp có áp suất tiêu chuẩn, rất lâu bị xuống hơi. Hoạt động đạp xe giúp gắn kết gia đình chúng tôi. Và đây cũng là một cách để giúp các con tôi cảm nhận sự gần gũi với thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Lựa chọn mua xe đạp Totem khiến tôi hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và giá cả. Bạn có thể đặt mua xe đạp Totem chính hãng tại tất cả các đại lý trên toàn quốc, truy cập website xedaptotem.com. Xin chào và hẹn gặp lại!